Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ đi đi gọi là đi đâu nhỉ? Gọi là đi lựa lan. Đây, bạn thì trang phục của mình không? Kín mít luôn. Đây. Tại vì là mình mặc sổ này, thành ra là rất là nhiều muỗi nha các bạn. Hở ra một tí thì nó đốt, phải nói là không trượt phát nào đấy. Thì là cả một năm trồng thì hôm nay là mình sẽ đi lựa mấy cái mặc sổ. Lựa một vài cây kiểu như là uy tín, xong là về trồng và xem là test xem là có được cái giải gì không. Đấy. Thực ra là cái số lượng nhiều quá nên là thành ra là toàn để ở đây thôi. Cứ đến cuối năm thì vào lựa khoảng tầm vài khóm về gọi là như nào nhỉ? Gọi là theo dõi tỉ mỉ các bạn. Đấy. Thì là đây là một trong số những cái khu mà mình đánh mặc sổ. Thì đây này, hai cái này thì là ở vùng Cao Bằng đấy, khá là đẹp. Còn cái này thì đây là gồm cả Cao Bằng này, cả Hà Giang luôn này. Cây nó hơi cao, cây này cao quá đấy. À, cuối vườn kia mình có một cây nở kìa. Đấy. Chỗ này là chun lan đây. Chun lan của mình trồng chết hết luôn. Chun lan thất bại thật rồi. Đấy. Đây là một cây. Cây này màu cũng ưng phết các bạn ạ. Nhìn này. Màu giống màu trần mộng vãi. Giống màu trần mộng hết. Nào. Thế quái nào lại chả có mùi gì các bạn ạ. Tem cao chứ, đôi 4, 6, 8, 10, này tầm 15 tép. Thực ra cái lô lá dài này là mình không thích đâu. Mình thích mấy con lá ngắn kia kìa. Thật. Lô lá dài này chối lắm, lô lá dài chối. Sao mình ấy mình không đánh lá dài nữa. Tới thời điểm này thì chỉ còn chưa đến 90 ngày nữa là Tết đấy. Thành ra là thực ra là nhiều cây là nó có nụ rồi đấy. Nhưng mà nếu để chắc chắn thì lâu lâu hơn. Nhưng mà mình cứ đánh sớm. Thì vườn mình thì mình cứ lựa sớm mình về mình trồng các bạn. Không ảnh hưởng gì cả. Đây xem nào. Đây này, các bạn có thấy không? Đây này, đây là đang tỏi mầm này. Có vẻ hơi tối đúng không? Hơi tối. Nói chung cái đằng lá dài này mình chết cũng nhiều lắm. Lá dài chết nhiều lắm. Nhưng mà mình chưa ưng được cái cây. Chưa ưng được cái cây nào luôn đấy. Mình vừa thấy có một cụm lá dài nó ra mầm này. Đây để mình lấy cho các bạn xem. Đấy. Đây. Đây một cây lá dài. Cháu mới về xong. Cái này nở bẹ thì mình không thấy có gì quá à? Đây đấy, nụ hoa này các bạn. Nụ này thì không ấn tượng gì đấy. Nụ này. Nụ bây giờ nó chưa cao, nụ bây giờ nó chỉ ở một ngày thôi đấy. Lá này thì mình thấy cũng không khả quan cho lắm. Không khả quan. Đây. Ui, là muỗi các bạn. Ở đây không? Đây. 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 Cái này đen này. Đây mấy con kiến này. Trong cả năm này, được mỗi cuối năm này để đi thu hoạch các bạn ạ.
Đây. Mầm. Mầm đen các bạn ạ. Mình kiếm mấy con nào bộ lá đẹp hoặc là cái mầm của nó à, quên cái hoặc là cái nụ của nó sáng màu. Đây, bộ lá này. Ui. Bạn có thể thấy bộ lá này. Lá của này nhìn rất là sáng luôn. Bạn có thể thấy đây. Bộ lá nhìn rất là sáng nhá. Đây. Bộ lá rất là sáng luôn. Bộ lá của này nhìn rất là sáng. Hay là cho nó cơm nắng thì không biết này, các bạn nhìn này, cái màu của nó kiểu trong trong ấy. Ừ. Đây, ui, bà này thì mầm của đen thui rồi các bạn thấy này. Đây, thấy không? Mầm lên thui đấy, mầm lên thui rồi. Đây, đây cụm này ra hoa này, hoa này. Nói chung tầm này là nó cũng báo hết rồi, báo khá nhiều rồi. Cái mặt xuân này thì hoa nó giả dích tới tầm tháng 3 năm sau đấy, nó giả dích chứ không phải là chuẩn Tết đâu nha các bạn. Các bạn đừng hiểu nhầm như thế. Đấy. Mấy cái cây truyền thống đã rất lâu rồi, nó còn thậm chí nó không chuẩn Tết cơ này. Thế nên nó gọi là mạc xuân mà, chứ không phải là mạc Tết. Cụm này, ô mẹ cha cụm này mình còn chưa thấy gì luôn các bạn. Đây. Nhiều lắm. Đây, cụm này thì các bạn thấy luôn này. Cái nụ này tròn vo cao này. Bộ lá thì không gì, mình chưa nhiều lắm các bạn. Để mà bới hết chỗ này thì trong mũi nó đốt cho đỏ mặt, kể cả mình có đeo phun giáp thế này. Đây, nhiều mà. Năm thì mình chơi khoảng mấy tạ thôi. Chỗ này là một góc, một vườn. Còn chỗ khác nữa, anh em chơi sổ sẽ biết rồi. Cứ gần Tết thì chúng ta lại bắt đầu đi bới, móc, mò mẫm, ngó nghiêng. Còn cả chỗ này nữa các bạn. Đã mồ hôi. Nhiều khi nó là cái duyên đấy chứ không phải là ấy đâu, không phải cứ nhiều là được đâu. Ôi. Nhiều khi nó là cái duyên nhé. Không ổn đoạn nào. Mình sẽ nó xuống đi. Thấy chưa? Xem cái bụi cái to này xem nào. Đấy. Cái bụi to to này. Không có để ý không? Bụi này là khá là gần quốc.
nhiều khi là nhìn như này này, các bạn nhìn nó cũng không được trực quan mấy đâu, phải nhìn trực tiếp cơ. Đấy, chứ qua máy ảnh của mình nhiều khi là nó không chuẩn này. Oh, con này mình thấy khá là xanh xanh. Đây con này, đây để mình xé cái bẹ này. Mặc dù chơi địa thì gọi là cái xé bẹ này gọi là cực kỳ ấy luôn, hầu như là không ai xé bẹ kiểu này cả các bạn ạ. Nó quá nhiều các bạn ạ. Và có thể hôm nay mình bới như này có thể là đi hơi sớm nhá. Đi hơi sớm. Đám địa lần này, năm nay là đám này mình thấy khá là ưng. Rất là đẹp luôn. Mà không biết là cơ hội ăn dại là như nào đây. Đây các bạn thấy, các bạn thấy cái muỗi không? Đây các bạn thấy không? Đấy, muỗi đốt nhiều dã man luôn, nên không bịt kín thì chỉ có chết với muỗi. Đây lại cây này nữa, đa phần thì nó là toàn ấy mà các bạn, toàn đen thui à. Đây các bạn thấy, đây một con này nó cần này. Đây cần này, con này cần cao rồi này được cơ mà, các bạn thấy không? Con này chắc chẳng mấy mà nào. Con này cao cả ngón tay rồi, sắp thoát bẹ rồi, chẳng mấy mà nở đâu. Đây cũng vậy này. Con này thoát bẹ, con này bẹ khá sáng. Đây đây, khá là sáng. Trồng xong lại vạch, xong lại trồng này. Ui 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 ui. Đấy các bạn thấy không? Cần này đen thui này. Đấy, mình vừa thấy một cái cần nó khá là sáng rồi nhỉ. Không, nó lại đen thui rồi. Nhìn nhầm. Chết cũng rất là nhiều nha các bạn. Đây các bạn thấy này, chết này, móc này, rất là nhiều luôn. Nói chung một tạ, các bạn trồng một tạ thì phải tiêu hao khoảng tầm, các bạn mua một tạ về các bạn lọc ra thì các bạn cũng phải mất tầm 10 đến 15 cân. Đấy, chưa kể chết này, thậm chí còn nhiều hơn nữa này.
không có một vụ ra hồn. Chú gì nhá? Đâu có bán được cái nào đâu. Nay đi bới mà chưa thấy được cái mầm nào nó ra hồn chú gì nhỉ? Nó nâu nhưng biết đâu lại ra cái bầu cái sen sao. Ui, bộ lá chỗ này nó vàng này. Đấy. Đây cây này đen xì ra. Cái này. Cái này. Ngọn nó rũi cái cây. Cần của nó rũi lên không được, nó vướng nó còn quăn cả đi kìa. Đây, các bạn thấy có thể chỗ này, này. Lá nó hỏng và xấu này. Kinh chưa? Hỏng hết chỗ này. Chưa thấy gì. Chẳng sao các bạn. Đi một lúc thì đây. Tôi sẽ tùy cái mó được hai khóm các bạn đây. Một khóm này. Hôm nay có một cây này. Bông này nó không xanh sạch nhưng mà gọi là nó sáng hơn tí thôi. Sáng hơn tí bộ lá thì cũng không có gì. Tiếp đến là một cái này. Một cái bộ con này đâu rồi? Đây. Con nào? Nữa tôi xé bẹ này. Đấy. Đấy. Không biết ổn không? Con này thì đen thui rồi, con này thì không nói. Đấy. Con này không có gì.
con này được có bộ lá thôi. Đấy. Lá con này cũng đẹp này. Nhất là con này. Đấy. Tôi sẽ thử ươm hy vọng nhiều hơn cho hai cái bầu này. Hẹn gặp mọi người khi nào nhé. Mũi này quá kinh luôn này. Anh em chơi sổ thế nào rồi? Đã bắt đầu lựa chọn chưa? Đấy. Của mình đấy. Đây là một góc.